Mơ ơ. Mơ. Mơ ơ gì? Mơ mơ. Đúng rồi. Mơ ơ Huyền. Mơ mơ Huyền. Huyền gì? Mơ. Mơ ơ Huyền mơ, đúng rồi. Mơ ơ mơ sắc. Mơ mơ sắc bén. What? Cái gì? Mơ mơ sắc bén. Rắn ai sắc bén? Thì giống như con dao sắc bén. Ai bay cho con rồi? Từ biệt con từ suy luận à. Học ở đây thì chết rồi. Sắc nên là sắc mờ chứ ra là sắc bén. Đọc lại mà. Mờ ơ mờ sắc. À, sắc lớn. Mờ ơ mờ ngã. Mờ ơ mờ ngã ngửa. Ra là khóc rồi. Ai bay cho con học mờ ơ mờ ngã ngửa? Quý. Đọc lại cho ba mà. Mơ mơ ngã. Mơ mơ ngã ngửa. Rắn hay đọc ngã ngửa? Ngã ngửa rắn.